nó lọc hết tất cả máu đen trong con người. Cái sư Sama Yoga là nó thở bằng xương sống, nó lấy từ ở đây nó tưới lên bộ não. Còn cái chakra yoga là con người ta có tất cả là bốn cái chất lượng quan trọng: đất, nước, gió, lửa. Thì cái yoga nó tạo cái nguồn năng lượng cho con người, từ năng lượng nó biến thành ra cái kỹ năng, thì cái con người nó có cái trí tuệ. Vậy tôi muốn nói với các vị, tôi 80 tuổi, tôi làm việc đêm tôi ngủ 3 tiếng, tôi viết 43 đọc sách kinh của Phật giáo, tôi luôn. Tôi là giảng sư đi giảng trường Đại học Sóc Sơn, Đại học Hồ Chí Minh, mà tôi vẫn vẽ được. Hôm nay tôi muốn nói với các vị, đây là một cái kho tàng không thể được tưởng tượng được. Nếu mà anh Tô Hoài Nam mà làm cái này cho đất nước này, mà lan tỏa được cái yoga này ra, thì một cái chuyện này đất nước đã bước vào một giai đoạn hết sức là quan trọng. Con người, sức khỏe là tài sản của nhân loại. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói một câu: sức khỏe là tài sản của nhân loại. Bây giờ chúng ta, các vị thấy không? Các doanh nghiệp, các công nhân, các doanh nghiệp đều tốn tiền dược và bác sĩ, mà tập yoga được thì thoát ra cái cảnh này thì mới gọi là an lạc và hạnh phúc. Nếu con người có sức khỏe được, tôi nói các vị, thì tôi không có tới bệnh viện. Tôi làm việc vậy vì chỗ đó. Khi tôi mở cái lớp yoga chiều, chúng nó dạy 2 tiếng, tôi ngồi kiết già 2 tiếng, tôi nhìn chúng nó tập, tôi vào thiền định. Xong rồi tôi ăn có chút xíu cơm vậy, trưa tôi ăn chén, sáng uống đi sữa, chiều chút xíu cơm vậy. Mà tôi làm việc như thế. Hôm nay tôi chia sẻ với các vị, báo chí làm cách nào